Ông Đinh Đăng Định nói lệnh đặc xá không giá trị gì nữa. Cộng sản Việt Nam hôm 21 tháng 3 trao quyết định trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến đang kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Quyết định đặc xá do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký vào ngày 10 tháng 3 được Tòa án Đắk Nông giao cho ông Đinh Đăng Định, người bị tuyên án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hồi tháng 8 năm 2012 sau các bài viết kêu gọi đa đảng dân chủ và phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Kể từ giữa tháng 2, ông Định được tạm hoãn thi hành án 1 năm vì căn bệnh ung thư dạ dày bước sang giai đoạn 4 sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài tại Việt Nam gửi thư cho giới lãnh đạo Hà Nội yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Gia đình ông Định cho biết là tình hình sức khỏe của ông hết sức kiệt quệ, không còn hy vọng kéo dài sự sống. Ông được đưa về quê hôm 16 tháng 3 theo nguyện vọng được nhắm mắt trong vòng tay của người thân. Tối ngày 21 tháng 3, sau khi nhận được tin trả tự do thì ông Định chia sẻ rằng ông thấy với cá nhân ông được hoàn toàn tự do, còn về ý nghĩa thực, cái lệnh này cũng không mang lại giá trị gì nữa cả, bởi vì ông cũng đã sắp sửa kiệt hết sức rồi. Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công. Nói chuyện với đài VOA Việt ngữ sau khi rời trạm giam hôm 17 tháng 2, ông khẳng định tội của ông nếu có là tội với chế độ độc tài, với chế độ cộng sản cực đoan và rằng việc phóng thích ông không phải là nhân đạo hay khoan hồng như nhà nước Cộng sản Việt Nam tuyên bố. Với quyết định trả tự do vào ngày hôm nay, ông Định một lần nữa lặp lại quan điểm này. Ông nói nếu còn chút hy vọng sống sót, chắc chắn ông sẽ không bao giờ nhận được lệnh đặc xá của Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Ông nói không khoan hồng, không chút nhân đạo gì. Những người quan tâm xin hãy quan tâm đến phương diện chung, đó là cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ Cộng sản. Còn cá nhân ông thì cũng không còn gì để quan tâm nữa. Trong cuộc trao đổi trước truyền thông, ông Định cho biết là phát hiện bệnh ung thư rất sớm vào tháng 3 năm 2013, nhưng trại kiên quyết không cho đi khám chữa cho tới nửa năm sau khi ung thư bước qua giai đoạn 3. Qua buổi tiếp xúc hôm 17 tháng 2, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng hồ sơ nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.